Vâng, xin kính chào quý vị và bạn. Xin mời quý vị và các bạn trở lại với trận đấu tiếp theo. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 của vòng loại giải vô địch quốc gia năm 2024. Nội dung 10 bi giữa hai cầu thủ Trần Văn Chiêu của Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Mạnh Tùng của Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu. Cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng thì chính là cầu thủ Tùng Trắng hay là Tùng Bão Táp mà chúng ta vẫn hay xem ở trong những cái giải bia cấp câu lạc bộ. Còn cầu thủ Trần Văn Chiêu là cầu thủ cũng thuộc là hạng B ở trong các giải đấu Thành phố Hồ Chí Minh. Đây đã là lượt đấu thuộc vòng 3 của vòng loại rồi các bạn nhé. Cầu thủ Trần Văn Chiêu đã có một trận thắng đầu tiên trước cầu thủ Đào Lê Anh Huy. Và ở vòng 2 thì anh được miễn do các đối thủ bỏ cuộc. Còn cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng thì vượt qua cầu thủ Đặng Văn Hoạt ở vòng 1 và Trương Viết Hiệp ở vòng 2. Đều là những trận đấu dễ dàng của hai cầu thủ. Chúng ta cũng đến với đấu đầu tiên, người phá bi là cầu thủ Mạnh Tùng. Một cú phá bi tốt ăn ở con bi 9 và lỗ giữa phía bên trái. Nhưng mà không rõ là cái con bi số 1 này nó có đường ăn vào lỗ ở góc phía dưới phía bên trái hay không. Thưa bạn là mỗi cầu thủ sẽ thắng 4 trận thì là vượt qua vòng 1, sẽ có mặt ở vòng 2. Đây là trận đấu thứ 3 rồi, tức là cầu thủ thắng trận này và thắng thêm một trận nữa thì sẽ có tên trong danh sách 16 người cuối cùng. Tường đánh tốt ở combi số 1 và combi số 2 của thủ Mạnh Tùng vừa rồi thì cầu thủ Mạnh Tùng đã đánh được cái điểm đầu gậy đưa combi cái vào cái khe nhỏ giữa combi số 8 và lỗ giữa bàn. Tung ra đánh combi số 3 cực kỳ hay. Khả năng điều khiển combi cái của cầu thủ Mạnh Tùng trong tình huống rồi là rất tốt. Nhịp độ đánh rất nhanh của cầu thủ Mạnh Tùng. Không phải vô lý mà anh được đặt biệt hiệu là Tùng Bão Táp. Rất tốt, tình huống này là tình huống mà cầu thủ Mạnh Tùng đã lấy được má rất tốt để có thể đánh con bi số 7 cắm bi cái lại đó để điều con bi số 8 thôi. Không cần phải có một kỹ thuật nào phức tạp cả. Như vậy là anh cũng cu lê lên nữa cho nó gần bi hơn. Có thể thấy là cầu thủ Mạnh Tùng đã thực hiện một vài cú đánh ở cái lượt cuối của ván đấu này có vẻ là hơi bị nhiều hơn so với cần thiết. Ví dụ như con bi số 7 ra con bi số 8 anh phải thực hiện cu lê lên và để ra má thẳng tắp nhưng mà anh vẫn trô về qua con bi số 10 để đánh con bi số 10 vào lỗ góc phía trên bên phía tay phải. Và như vậy là vẫn xử lý thành công một chấm đầu tiên cho cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng. Tỷ số là 1-0. Ở ván đấu thứ hai thì cầu thủ Trần Văn Chiêu sẽ là người phá bi. Mời thưa bạn, vòng 1 giải vô địch quốc gia Bia Snooker năm 2024 được tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Đây là giải đấu diễn ra trong khoảng thời gian từ mùng 9 đến 18 tháng 3 năm 2023 và các trận đấu nội dung 9B và 10B được chúng tôi Box Sport sản xuất và tổ chức trực tiếp trên các nền tảng của VilasPoolvn. Rất mong các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để chúng ta đừng bỏ lỡ trận đấu nào của giải đấu này.
Vâng, chúng ta cùng đến với cú phá của cầu thủ Trần Văn Chiêu ở ván đấu thứ hai. Cú phá với lực trung bình và con bi cái đã bị ngoéo sang một bên. Sau va chạm vào một con bi khác thì bi cái đã rơi vào lỗ giữa bên phải rồi. Cơ hội cho cầu thủ Mạnh Tùng dọn bàn. Thì lúc này thì sẽ có một chút khó khăn trong việc điều bi số 1 hay bi số 2 mặc dù được quyền đặt bi. Nhưng mà khoảng điều bi số 2 này để ra một đẹp là hơi khó một chút. Còn nếu như chấp nhận đánh con bi số 2 ở má mọc thì cú điều nó sẽ dễ hơn. Như vậy là anh lợi dụng một tình huống va chạm con bi số 9, đồng thời đẩy con bi số 9 ra khỏi giữa bàn để lấy má phía bên trái con bi số 2. Rồi mình tính toán để va chạm vào bên trái phía dưới con bi số 9 cũng rất là hay các bạn nhé. Thưa bạn, cầu thủ Đặng Thành Kiên thì anh đã lọt vòng 3 rồi và có lẽ trận của cầu thủ Đặng Thành Kiên sẽ phải diễn ra vào tối muộn ngày hôm nay cơ. Đó là trận đấu giữa cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Nguyễn Công Thành. Rất có thể đó là trận đấu sẽ lập kỷ lục về lượng người xem trên YouTube cũng như Facebook. Trận đấu rất hot. Mong các bạn thông cảm, mình cũng không biết là cầu thủ Mạnh Tùng đang dùng cơ gì trước. Anh dùng một cái cơ Mescue sau Westside nhưng mà bây giờ thì đã chuyển rồi. Đây là một tình huống điều con bi số 6 hơi bị quá lực một chút. Nhưng mà mình cũng không hiểu là tình huống này con bi số 6 có đường đánh vào lỗ góc phía dưới bên trái hay không. Và như vậy là một bản thông tin, đây là chuỗi spot và ngọn có thể là Revo. Và chúng ta có thể thấy là một tình huống đánh ngược con bi số 6 vào lỗ, một lỗ khuất các bạn ạ. Đánh đó bình thường mà không có con bi số 10 ở đó thì cũng làm đánh rất khó rồi, nhưng mà có con bi số 10 tạo ra một cái thế đường bi đi một ly, nhưng mà cầu thủ Mạnh Tùng vẫn đánh cực chính xác vào giữa lỗ. Bi cái đi ba băng điều bi số 7 ở má cũng khá đẹp. Đây là tình huống mà đưa con bi cái đi hai băng, băng ngắn phía dưới và băng này là điều ra con bi số 8. Vâng, như vậy anh không thực hiện và cắm bi mà anh quyết định điều ba băng lên phía trên, thậm chí là bốn băng cho nó cẩn thận. Điều con bi số 8 vào lỗ góc phía xa phía dưới này. Cú đánh điều bi số 7 ra bi số 8 cực kỳ hay của cầu thủ Mạnh Tùng. Và ngay sau đó là một tiếng đẩy con bi cái để điều bi số 9 vào lỗ giữa bàn. Rất bay các bạn. Cầu thủ Mạnh Tùng bắt nhịp rất nhanh với trận đấu này. Như vậy là sau một cú phá dọn ở ván đầu tiên thì ở ván đấu thứ hai cầu thủ Mạnh Tùng tận dụng cái cú phá bi bị rơi cái của cầu thủ Trần Văn Chiêu và nâng tỷ số lên 2-0. Một hình dọn bi cực kỳ hay và đánh cực kỳ chính xác của cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng. Vâng, ngọn này thì không phải là ngọn ignite của Mess đâu bạn. Ngọn Mess thì nó sẽ có một cái fit màu trắng. Ngọn này có vẻ là ngọn Revo. Revo màu đen. Rất nhanh các bạn ạ, quá bay. Nào, ván đấu thứ ba người phá bi là cầu thủ Mạnh Tùng. Tình huống phá bi với đủ lực và đưa con bi số 3 đi 4 băng rơi vào lỗ góc dưới phía bên trái. Tuy nhiên là con bi số 1 này sẽ không có đường đánh ăn trực tiếp, có lẽ các thủ cũng sẽ được một pha thủ bi. Anh còn đang tính đường A băng luôn các bạn ạ, anh đang tính đường A băng. Như vậy đây là một tình huống thủ bi thôi, tình huống thủ bi và đánh mỏng con bi số 1. Và đưa bi cái lên phía trên nhưng mà không đi được quá xa do đã rất gần con bi cái rồi, phải
gần băng nữa, nên là cái đầu gậy không được thoải mái khi mà sau khi chạm vào con bi cái thì sẽ phải nhấc lên, không đảm bảo lực để con bi cái có thể đi xa hơn được nữa. Đây là tình huống mà các thủ trưởng Vân Chiêu vẫn có thể nhìn được con bi số 1 qua khe bi số 4 và bi số 8. Cú đánh thủ bi cũng phải mềm lực nhưng mà cũng hơi quá rồi, bị thiếu lực hoàn toàn. Đây là tình huống mà các thủ Mạnh Tùng vẫn có đường đánh ăn con bi số 1 vào lỗ góc phía dưới bên phải. Thưa bạn Manny, cái việc bo đầu gậy thì thường là sẽ cần phải có những cái công cụ. Mình bo đầu gậy thì thường dùng một cái lưỡi dao giấy, nhưng mà phải đảm bảo sắc, kèm theo đó là mấy tờ giấy ráp dán từ 400 đến 1.200 đến 800 cũng được. Sau đó là một cái công cụ đặc biệt, nó giúp cho mình có thể bo được một cái hình tròn hơn so với cả cái hình gọn mà mọi người vẫn chơi. Mình đánh hình ngọn thì nó rất là tròn và có phần với các thủ Philippines, thì mình cần một cái công cụ như vậy, nó gọi là cái bo đầu, mình quên mất tên rồi, nhưng mà nó là một cái công cụ rất tốt, dùng được mấy năm nay rồi. Thì sau đó mình sẽ bo cái cạnh bên của cái típ đó bằng dao và giấy ráp, thì nó dùng mấy công cụ như vậy hoàn toàn có thể bo được. Như vậy chúng ta có thể thấy là cầu thủ Trần Văn Chiêu đã chỉ lỗ bi số 2 vào lỗ góc bên phải rồi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái tia ngắm của cầu thủ Trần Văn Chiêu có lẽ là anh ngắm và trừ áp phê trong cuộc đánh vừa rồi. Cú đánh không tốt của cầu thủ Trần Văn Chiêu có bi số 2 và đây là cơ hội cho cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng. Cú đánh con bi số 7 này ở má tương đối mỏng nhưng mà hình bi ra con số 8 là tự nhiên. Xử lý rất hay. Vâng, xin chào các bạn, xin chào bạn Thôi Phạm. Ồ, nhưng mà cú đánh con bi số 8 với một lực áp phê còng. Cầu thủ Mạnh Tùng thực hiện cú đánh với một lực lê và áp phê bên phải tình huống vừa rồi đã cuốn con số 8 đi, và có lẽ nó hơi bị kích một chút nên đã ra bị dày mất rồi. Rồi những cú đánh mà với áp phê còng, áp phê bên trong và với một lực mềm ấy, thường là nó sẽ bị kích dày vào con bi đích các bạn. Một tình huống chỉ lỗ con bi số 8 cân và băng cuối bàn cực kỳ hay của cầu thủ Trần Văn Chiêu, như vậy là cơ hội bỏ lỡ của cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng tưởng như ra một thế bi khó thì cầu thủ Trần Văn Chiêu đã xử lý cực kỳ hay. Chúng ta có thể thấy là cái cách ngắm của thủ Trần Văn Chiêu nhìn khá là lạ. Cái đường ngắm của anh và cái đặt đầu gậy nó lệch sang khá nhiều. Rồi nhưng mà anh thực hiện không thành công con bi số 9 vừa rồi. Cú đánh mà theo mình nghĩ là không hề phải đánh con bi cái nhiều đến như vậy. Có lẽ anh đã hình dung đường bị sai một chút, và theo anh thì phải mở góc con bi cái sang phía bên trái của con bi số 10. Nhưng mà hình vừa rồi thì hoàn toàn có thể đánh êm cái lực và đưa con bi số 9 vào lỗ góc phía bên phải, như là giữ con bi cái ở phía bên phải con bi số 10 được.
cú đánh đó không phải là cú khó, nhất là khi mà anh đã thực hiện xong cú cân đi số 8 kỳ 2 rồi. Và chúng ta cũng đến với ván đấu thứ tư và người phá bi là cầu thủ Trần Văn Chiêu. Cú phá không ăn được bi nào cả. Vâng, xin cảm ơn bạn, mình đã nhanh đá được bát cháo rồi. Những trận căng và rất hay cho nên là thời gian chờ hơi bị ít. Một tình huống đánh cắm ngang con bi cái sang ở băng dài bên phải và xả phê ra ở lá con bi số 2 cực kỳ hay. Thì Mạnh Tùng đánh làm chúng ta nghĩ là bia nó thật sự đơn giản và nó như kiểu là mọi thứ nó tự nhiên nó đến thôi. Vâng, có lẽ là cầu thủ Trai Hoa cũng biết cầu thủ Trần Văn Chiêu. Mình thì cũng đã được có dịp được giao lưu cũng như là xem cầu thủ Trần Văn Chiêu thi đấu khá nhiều rồi và thấy đây là một cầu thủ có lối đánh khá là chắc chắn. Cũng có một số thành tích rồi, thậm chí là hình như là năm 2022, 2023 anh còn lọt vào đến vòng chung kết của giải vô địch quốc gia rồi. Tức là vượt qua vòng 1. Và như vậy là một tình huống mà cầu thủ Mạnh Tùng đã rất tỉnh táo xử lý con bi cái trôi xuống phía dưới để điều con bi số 5 vào lỗ góc phía trên bên trái. Vừa rồi thì việc điều con bi số 5 vào lỗ góc phía dưới bên phải nó sẽ phải để ra một cái má đánh khá là mỏng. Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc điều số 6. Cầu thủ Mạnh Tùng đã điều hẳn xuống dưới và đánh con bi số 5 vào bây giờ là lỗ góc trên bên phải. Cái chính xác. Khi mà má con bi số 5 đã trôi xuống dưới này rồi thì có thể đánh một trong hai lỗ, mình thấy độ khó đều như nhau. À, như vậy là bạn Trai Hoa trước cũng là ở phòng tập chuyên nghiệp. Vâng, xin chào bạn. Trước thì mình cũng đã vào Sài Gòn mấy lần và lần đầu tiên mình vào, mình đến một câu lạc bộ ở trong đó chính là phòng tập chuyên nghiệp. Và như vậy cầu thủ Mạnh Tùng đã thực hiện một cú đánh con bi cái ở gần băng và những con bi số 7 ở cách không quá khó nhưng mà do bị gạn má nên cầu thủ Mạnh Tùng đã đánh bị mỏng con bi số 7 vừa rồi. Vừa rồi chắc chắn là một cú đánh mà cầu thủ Mạnh Tùng thấy là con bi số 7 hơi bị thẳng quá và anh cố gắng đánh gạn má để đẩy con bi cái sang phía bên trái con bi số 8 để đỡ phải đánh con bi số 8 ở một má mỏng. Nhưng mà thực hiện không thành công. Vâng, thưa bạn, hình như là cầu thủ Mạnh Tùng dùng gậy Predator Chuôi Sport của ngọn Revo. Hồi trước khoảng tầm mấy tháng trước thì anh có sử dụng một cây mesh CP13 theo kiểu là chĩa của Southwest đó và ngọn Ignite, nhưng mà bây giờ anh đã đổi rồi. Nào, chúng ta cùng chờ xem cơ hội của cầu thủ Trần Văn Chiêu có được tận dụng hết hay không. Rất tốt, tình huống mở một băng ra con bi số 10. Và tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 cho cầu thủ Trần Văn Chiêu rồi.
Vị trí con bi số 7 là không lý tưởng thì cầu thủ Mạnh Tùng đã thực hiện một đánh không tốt, đưa con bi số 7 đi bị mỏng. Cơ hội nhường lại cho cầu thủ Trần Văn Chiêu và anh đã tận dụng thành công. Cầu thủ Trần Văn Chiêu thì tên là Chiêu và cũng đánh tay Chiêu luôn. Mình thấy cái thủ này đánh bia nó nhìn cứ khổ khổ, mặc dù anh đánh rất là hay nhá. Cú phá bi khá tốt, lực khá tốt và kiểm soát được con bi cái. Các bạn có thể thấy cái hình bi của cầu thủ Mạnh Tùng phá bi. Anh phá hình như với một lực không quá mạnh nhưng mà khả năng kiểm soát bị cái là tốt nhé. Tiếp tục thi đấu trên bàn số 4 ở lượt trận 199 giữa hai cầu thủ Lê Quang Trung của Hà Nội và Lê Thanh Hải của Đà Nẵng. Mà cú phá của anh đã đưa con bi số 2 về gần con bi số 10 rồi. Ở đây có lẽ là một tình huống sẽ không thể nào đánh ăn được con bi số 2 đâu. Đánh cắm con bi số 1 đi ba băng. Đây là anh muốn hướng con bi cái về phía số 6 để có va chạm một chút. Và đó rõ ràng là một ý đồ điều bi số 2 để cân ngay từ đầu của cầu thủ Mạnh Tùng rồi các bạn. Cầu thủ Mạnh Tùng có phong cách đánh rất là tấn công. Cần sít ăn luôn con bi số 2. Nhưng mà với việc cân thiếu thì con bi số 2 ra một vị trí ở giữa băng đằng phía dưới và đây là một tình huống khó cho cầu thủ Trần Văn Chiêu. Không, tuy nhiên chúng ta cùng xem tình huống này là tình huống nếu mà cầu thủ Trần Văn Chiêu quyết định tấn công thì việc đánh ăn con bi số 2 nó gần như là 90% của cú đánh rồi. Bi cái sẽ đi dọc bàn và có thể điều được con bi số 4 tự nhiên. Như vậy là một tình huống thủ bi thôi, một tình huống thủ bi của cầu thủ Trần Văn Chiêu. Một tình huống băng tốt của cầu thủ Mạnh Tùng và đưa con bi số 2 ra một vị trí khó. Có lẽ là con bi số 9 này cũng không thể cộng ăn được vào lỗ giữa bàn phía bên tay phải đâu. Có băng rồi các bạn, tình huống có băng rồi, cộng con bi số 2 vào con bi số 9 rồi, một bi cái đi có băng rồi. Vâng thưa bạn, thu birdie, thật ra vậy gậy phá đều rất quan trọng. Nhưng mà phá của bạn nó quan trọng hơn. Bây giờ thì tùy vào trình độ của bạn, nhưng mà mình hoàn toàn nghĩ là mình bạn có thể một cái gậy phá nó khoảng dưới 5 triệu. Tùy vào cái ngân sách của bạn là có thể phù hợp rồi. Còn không nhất thiết phải chi đến 10 triệu, 20 triệu cho một cái gậy phá.
Vậy là một pha đánh mỏng con bi số 2 vào lỗ phía bên tay trắng đã không tốt. Đây sẽ là cơ hội cho cầu thủ Mạnh Tùng, có khả năng sẽ tận dụng thủ bi. Mình thực hiện pha cân luôn, nhưng mà cân vừa rồi cũng chỉ mang tính như chạy đạn thôi. Một thứ cân lên và lê con bi cái lên phía trên và con bi số 2 đi 4 băng xả xuống phía dưới. Vâng, có lẽ là bạn Sơn Phan là chưa theo dõi kỹ cái tình huống đó rồi. Tình huống con bi số 2 và con bi số 9 đó thì con bi cái bản thân nó cũng chạm với băng dài bên tay phải. Không thưa các bạn, đây không phải là cầu thủ Tùng Hải Dương, đây là cầu thủ Tùng Hà Nội. Hay là gọi là Tùng Bão Táp hoặc là Tùng Trắng. Cầu thủ Tùng Bão Táp này như là sinh năm 83 hay 84 gì đó các bạn. Một gậy BK Rush là một gậy phá rất tốt các bạn nhé. Gần đây mình thử khá nhiều gậy phá và mình cũng thử cái gậy phá BK Rush của một người anh chơi cùng. Thì mình cảm nhận được nó là một cái gậy phá, một lực phá rất là lớn. Và đặc biệt là cái lực phá đó lại đi kèm với một cái việc là con bi cái nó khá tĩnh, nó không bị quá hỗn. Việc điều khiển con bi cái là nó đơn giản hơn với một lực lớn. Gậy bridge phá cũng tốt, mình cũng đã từng sở hữu một cái gậy bridge và phá cũng rất hay. Cái gậy đó nó cũng phá ra một lực lớn và nó cũng kiểm soát được con bi cái khá tốt, nó không bị hỗn, không bị quá nhiều áp phê của con bi cái. Tình huống xử lý nhỏ, một cú rút gậy ngắn và ra ngoặn chậm của cầu thủ Trần Văn Chiêu đánh mỏng bi số 3 khá khó. Cú đánh này sẽ làm cú đánh khó đối với cầu thủ Trần Văn Chiêu, vì anh sẽ phải đưa con bi cái tưng vào băng dài bên trái và tưng ra điều quy số 6. Một anh đánh tụt hẳn xuống dưới luôn chứ không đánh với một lực cắm. Huống mà nếu mà không va chạm với số 6 thì sẽ ra một thế rất là khó, vì con bi cái sẽ đi chìm vào băng ngắn phía dưới. Như vậy là dần dần thì cầu thủ Trần Văn Chiêu đã bắt nhịp được cái trận đấu này rồi. Xin lỗi các bạn là nguồn sóng của chúng mình đang bị lỗi một chút, đang có vấn đề về đường truyền từ nhà thi đấu về studio. Hy vọng là chúng ta sẽ có được hình ảnh lại quay lại sớm nhất. Vâng, xin cảm ơn bạn Thôi Phạm. Thật ra thì mình cũng là người đam mê từ xưa và mình đam mê nhất là gậy. Cho nên là mình cố gắng thử được nhiều nhất có thể. Bây giờ mình có khoảng thời gian để làm việc này thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều cái mình đã nắm bắt được từ trước cho các bạn thôi. Không có vấn đề gì cả.
Mình nếu mà mình tính là xem bia và nói về bia thì mình chắc là phải hạng A, nhưng mà đánh bia thì mình chỉ hạng xếp sởi lởi thì mình được hạng C, còn nếu mà xếp khắt khe thì mình chỉ hạng D. Tại vì mình không phải là người chơi bia theo cái va chạm hay là money game, mình chơi bia theo hướng là tập luyện và giao lưu thôi. Cho nên là nếu mà trình độ của mình là C thì vào giải đánh C nó sẽ rất là nặng của mình. À, mình có tham gia nhiều giải rồi các bạn. Từ trước tham gia một số giải đánh hạng B thì cũng được cầm cờ về rồi, cũng được cầm cờ giải ba về rồi, nhà thì ngập cờ giải ba luôn, rồi chưa bao giờ vào đến chung kết một giải nào cả. Và như vậy là sau khi tín hiệu trở lại, chúng ta thấy là cầu thủ Mạnh Tùng đang dọn bàn rồi. Đó là một cú phá của cầu thủ Trần Văn Chiêu, và bây giờ thì cầu thủ Mạnh Tùng đang dọn. Tỷ số đang là 3-2 cho cầu thủ Mạnh Tùng. Thưa bạn, trận của thủ Đặng Thành Kiên thì mình chưa có lịch đâu, vì các trận đấu sẽ ra cuốn chiếu. Nhưng mà theo mình dự đoán thì trận đấu ở vòng 64 của cầu thủ Đặng Thành Kiên với cả cầu thủ Nguyễn Công Thành thì sẽ rơi vào khoảng chiều tối nay. Thưa bạn, luật 10 bi này thì phải chỉ lỗ đối với những con bi không rõ ràng, tức là những cú cân bi, cộng bi, giò bi, ăn bi khác, hoặc là nhảy bi thì đều phải gọi. Và đặc biệt là con bi số 10 cuối cùng là con bi mà kể cả là hình bi rõ ràng cũng phải gọi lỗ. Còn đâu các con bi khác mà đường bi nó quá rõ ràng rồi thì không cần phải gọi nữa, đánh thẳng vào lỗ thì không cần phải gọi. Sáu chấm thông thì là hạng A rồi các bạn. Và như vậy là cầu thủ Mạnh Tùng đang dọn bàn rất nhanh. Mình cũng bỏ lỡ mất cái một số hình ảnh của một ván đấu này, không biết là cầu thủ Trần Văn Chiêu phá như thế nào. Mà đến lượt cầu thủ Mạnh Tùng dọn bàn, nhưng mà có lẽ mình đoán là phá bị rơi cái. Tỷ số là 4-2 cho cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng, rất nhanh. Trận đấu này có tiến độ rất nhanh tại vì hai cầu thủ đều không phải là những người quá dành nhiều thời gian để nghiên cứu những cú đánh, mà thường họ vào bàn và đưa ra quyết định rất nhanh. Mesh Power G thì mình chưa được thử, bạn Tân Hoàng. Nhưng mà mình thấy rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đang dùng cái Mesh Power G đó. Có người thì nói là cái chuôi của nó không tốt bằng chuôi cai, không khỏe bằng chuôi cai, nhưng mà mình thì vẫn chưa được thử, mình thì chưa thể nào đưa ra đánh giá được. Mình rất hy vọng được thử cái gậy đó, tại vì cá nhân mình thích gậy Mesh hơn là gậy Predator hay gậy Cutex, tức là cái nhãn hàng của Nhật. Vâng, một cú phá tốt, là một cú phá mà cầu thủ Mạnh Tùng đưa được con bi vào lỗ góc phía trên bên phải.
Chương trình tiếp tục với nội dung 10 vị trận 200. Không phải đâu thưa bạn, Two Buddies. Gậy cũng thế, tất cả mọi cái nó đều có những cái điểm cân bằng cho mỗi người chơi. Ví dụ như là nếu bạn cầm một cái gậy phá mà nặng ấy, thì cái gia tốc tay khi mà bạn phá nó sẽ không được nhanh. Và thêm nữa thì gậy nặng thì phá nó sẽ bị, không bị cái, nó sẽ bị nhận quá nhiều lực và nó nhiều khả năng nó sẽ đi hơi bị hỗn một chút. Còn những cái gậy phá nhẹ hơn ấy, thì nó sẽ hỗ trợ bạn trong cái việc kiểm soát cái và lực nó đơn giản hơn. Fedorcos cũng chia sẻ là những cái bộ môn như là 9 bi với 10 bi thì anh ưu tiên với việc điều khiển cái bi cái ở sau cú phá, cho nên là gậy phá của anh sẽ nhẹ hơn một chút. Còn nếu như phá 8 bi để đánh những cái giải 8 bi thì anh sẽ lắp thêm ốc để có gậy phá nó nặng hơn. Khi đó thì phá nó sẽ được nhiều lực hơn và không cần với độ chi tiết của con bi cái. Vâng, mình cũng xem cơ thủ Trần Văn Chiêu thi đấu được xem trực tiếp rồi, mình cũng đánh giá cũng gần gần với trình độ cơ thủ này, đánh rất nhiều sai số. Đùa đấy thôi. Vừa nói xong thì anh đánh trượt con bi số 3. Mà xin lỗi cầu thủ Trần Văn Chiêu. Vâng, pha thủ bi rất hay của cầu thủ Mạnh Tùng các bạn. Đánh mỏng nhẹ con bi số 3 và đưa con bi cái về phía sau bi số 7. Vừa rồi là một điểm đưa con bi cái về cực kỳ chi tiết của cầu thủ Mạnh Tùng. Vâng, xin cảm ơn bạn Thu Buddy. Nếu mà có dịch trải nghiệm thì bạn sẽ thấy được điều đó rất rõ ràng thôi. Khi mà cầm cái gậy nặng mà phá thì kiểm soát nó sẽ khó hơn. Như vậy là một tình huống nhảy bi đưa con bi số 3 ra một cái khoảng trống không để mình có thể xử lý rồi. Một tình huống mà đánh con bi cái sang hai băng đưa con bi số 5 vào lỗ góc phía trên bên tay phải. Ui, bi cái đi thẳng vào lỗ các bạn ạ. Vừa rồi chúng ta phải thấy là một tình huống mà mình đã đánh mỏng con bi số 3 trong tình huống đó và đưa con bi cái xuống lỗ góc phía dưới bên phải. Thưa bạn, về Metsky và BK thì chắc là bạn hỏi BK2 và BK3 thì mình thấy là cái độ đàn hồi của gậy BK ấy, nó tốt hơn là độ đàn hồi của gậy Mets. Gậy Mets nó gần như là nó rất là cứng và nó tạo cho mình cái cảm giác là không có được nhiều cái độ đàn hồi dọc thân gậy phá. Nếu con bi cái thì thường gậy Mets nó phá nó bị hỗn hơn là so với gậy BK vậy. Lực nó rất là nhiều. Khả năng kiểm soát con bi cái và ở gậy mesh nó cũng khó hơn so với cả khả năng kiểm soát bi cái và gậy predator khi mà thực hiện cú phá. Đó lý do mà rất nhiều người đã, nếu mà họ mua được BK Rush thì họ sẽ mua BK3 hoặc BK2 họ phá chứ họ không chuyển sang mesh. Không thì không đánh với của cầu thủ Trần Văn Chiêu rồi mà bám mỏng con bi số 6 và anh đã thực hiện không thành công. Nhưng mà rất may cho cầu thủ Trần Văn Chiêu là ra con bi số 6 ở một cái vị trí bị đuôi rồi. Đây là cú đánh mà cầu thủ Tùng sẽ phải thực hiện một cú A băng. Vấn đề là A băng đưa con bi số 6 này đi đâu. Nhưng mà A băng vào phía dưới được con bi số 6 thì sẽ chia được hai con bi và mỗi con bi vào một băng ngắn. Một tình huống ăn con bi số 6 vào lỗ cuối bàn luôn và như đó là một tình huống chỉ lỗ rồi của cầu thủ Mạnh Tùng. Nhưng mà đó là mình nghĩ là chỉ lỗ chỉ để an toàn thôi chứ còn
không ai xác định đánh ăn combi này cả, tại vì đằng nào có bị trái rơi xuống phía dưới này thì đánh combi số 7 cũng khó. Cú đánh mỏng combi số 7 vào lỗ giữa bàn rồi. Cực kỳ chính xác luôn. Đây là Tùng Bạo Tác đã trở lại rồi. Nhưng mà đến combi số 8 thì cái thủ Mạnh Tùng đã đánh luôn, đánh xong và đứng dậy luôn các bạn. Một cú đánh thiếu hoàn toàn độ tĩnh. Cú đánh trượt. Vì kỳ số 8 đứng lắc lỗ rồi và bây giờ là cơ hội cho cầu thủ Trần Văn Chiêu. Không rõ là cái trạng thái tâm lý của cầu thủ Tùng Bạo Tát như nào, nhưng mà mình thấy là anh ấy cứ đánh xong anh ấy dằn vặt rất nhiều. Theo dõi anh ấy thi đấu một vài trận đấu thì kể cả đánh ăn anh cũng ra anh dằn vặt, đánh thắng ván đấu anh cũng ra anh dằn vặt. Ở đây thì chúng ta có thể thấy trực tiếp ngay ở trận đấu này đó là cầu thủ Tùng Bạo Tát mặc dù dẫn trước với tỷ số 4-2 và là cầu thủ Trần Văn Chiêu đánh cũng rất là rung rinh, nhưng mà tuy nhiên cầu thủ Tùng Bạo Tát cũng lăn kềnh ra và đánh lỗi. Tỷ số là 3-4 rồi và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ. Vâng, thưa các bạn, vòng 1 giải vô địch quốc gia năm 2024 được tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, đồng hành cùng nhãn hàng A+. Đây là giải đấu diễn ra vào khoảng từ mùng 9 đến 18 tháng 3 năm 2024, và các trận đấu ở nội dung 9B và 10B được sản xuất bởi Box Sport, tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của vilaspool.vn. Mình là Cường Trần rất hân hạnh được đồng hành với các bạn trong khoảng một tuần gần đây và sẽ đồng hành đến tận ngày 18 tháng 3. Mình rất mong các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để đừng bỏ lỡ các trận đấu nào của chúng mình. Khung giờ từ 8 giờ sáng hàng ngày đến tận chiều tối. Vòng 1 không có giải nữ đâu bạn ơi. Giải nữ chỉ cần tổ chức mỗi vòng 2 là đủ. Tại thì cái số lượng các cầu thủ nữ cũng không nhiều. Thưa bạn, Lân Đinh là đội tuyển quốc gia thì chỉ có xuất được quốc gia trong những năm mà có SEA Games thôi. Tức là các cái đội tuyển quốc gia chỉ phục vụ cho một mục đích, đó là đấu SEA Games. Đâu thì sẽ là các cầu thủ sẽ sinh hoạt ở một cái câu lạc bộ cấp thấp hơn, đó là câu lạc bộ đội tuyển địa phương. Đội tuyển địa phương ví dụ như là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh của cầu thủ Trần Văn Chiêu đây, hay là đoàn Bà Rịa Vũng Tàu của Mạnh Tùng. Còn đội tuyển quốc gia thì thường chỉ có tên khi mà cái năm đó có SEA Games. Thì cũng có nữ nằm trong đội tuyển quốc gia, ví dụ như là cầu thủ Cú Sơn Vàng, cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ, nếu mà đánh SEA Games thì cũng sẽ là thành viên của đội tuyển quốc gia.
Vâng, cá nhân mình thì thấy là đánh giải này mới tê này. Tại vì là thua xong là không còn đường gỡ. Còn nếu một hai trận money game thì nếu mình thua hôm trước mình có thể gồng lên để mình gỡ hôm sau. Cơ hội để làm lại là có ngay. Thế nhưng mà những cái trận giải này cái độ tê nó rất khác các bạn nhé. Chúng ta cùng trở lại sau thời gian nghỉ giải lao và người phá bì ở ván đấu thứ 8 này là cầu thủ Trần Văn Chiêu. Như vậy là một cú phá tốt, đưa được một bi xuống lỗ rồi. Tuy nhiên là hình như con bi số 2 này không có đường đánh ở góc phía dưới tận bên tay phải. Thủ Trần Văn Chiêu đang nhìn rất kỹ cái góc con bi số 2 này có bị mất má con bi số 6 hay không. Như vậy là vẫn còn đường. Vẫn còn đường thì cơ thủ Trần Văn Chiêu mới thực hiện cú điều con bi số 2 như thế này. Không, như vậy là một cú đánh con bi số 2 ra một vị trí thủ bi. Anh chỉ đánh cái bi số 2 và thủ bi cắm bi cái đứng dính xong bi số 6 số 2 sang băng dài phía tay phải. Đây là cú đánh tốt khi mà những cái đường ngang băng của mình cùng là không còn nhiều. Hết đường ngang băng rồi. Có lẽ cầu thủ Mạnh Tùng sẽ thực hiện một cú đánh để tạo tình huống chấp nhận lỗi. Đúng rồi, một cú đánh cân con bi số 7 về phía trên con bi số 5. Như vậy Mạnh Tùng đã khóa được cái lỗ đánh ăn con bi số 5 rồi các bạn. Đúng rồi, các cầu thủ phá như thế nào thì là tùy vào cái cảm nhận của họ.
làm sao cái cách đó là nó phù hợp với họ, thấy cầu thủ Đức Thiện phá 9 đi xếp cao cũng như là phá 10 đi của cầu tay mở cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Chương trình được tiếp tục. Vẫn là dùng 10 đi. Cần 202. Có vẻ là cầu thủ Trần Văn Chiêu sẽ thực hiện một pha thủ bi tiếp theo. Chúng Đồ tôi là cho mời bắt đi chuyển lộ thứ sang cầu hai và thủ sau đó ở đánh tiếp theo sẽ và tập người thứ ba cũng như mà cầu Quốc thủ An của Hà Nội đến bàn thủ số Tát 4 trong thi đấu. tiếp tục mà mắc lỗi. Thủ vi này thì không tốt rồi. Cầu thủ vi này để cho cầu thủ mình tùng hoàn toàn một cái đường băng từ cái băng dài bên tay phải. Và anh cũng thực hiện một cú đá băng với lực vừa phải thôi. Thủ vi cái chạm vào đường gương số 2 rồi chạm vào gương số 5, gương số 2 vừa băng thế là đủ hợp đấy. Là một tình huống đánh mỏng có bi số 2. Nhảy bi của thủ Mạnh Tùng, bi số 2 bị lắc lỗ, độ chính xác của nhảy bi vừa rồi đã là rất cao rồi. Mà vẫn chưa ăn được con bi số 2 ra vừa rồi, nếu mà ăn con bi số 2 thì cầu thủ Mạnh Tùng cũng sẽ phải nhảy bi tiếp vào con bi số 4. Là một cú đánh đẩy con bi số 2 và đưa bi cái vào băng và ra sau con bi số như vậy là sau bi số 5 chứ anh không đánh vào sau bi số 7 như là suy nghĩ của mình ban đầu. Một tình huống A băng bị rơi cái của thủ Mạnh Tùng rồi. Có băng của thủ Mạnh Tùng vừa rồi đã ăn vào phía trên của con bi số 2. Rất đáng tiếc cho thủ Mạnh Tùng. Cầu thủ Mạnh Tùng như là sinh năm 83 thì phải các bạn. Nhưng chúng ta có thể thấy là tình huống điều ra con bi số 5 phải đánh ở điểm sát băng thì cầu thủ Văn Chiêu vẫn thực hiện tốt. Cú đẩy bi con bi số 5 nhưng mà con bi cái nhìn con bi số 6 này vẫn phải là một cú đánh sát băng. Chúng ta có thể thấy là khi mà không có được trạng thái tốt thì mình điều ra con bi nào nó cũng cảm giác là khó hơn bình thường. Đẩy bi rất chính xác, chấp nhận đánh con bi số 7 ở qua khe bi số 8 nhưng mà lại là bị đuôi. Cú đánh này nếu không muốn tấn công thì cầu thủ Trần Văn Chiêu hoàn toàn có thể đánh vào phía dưới bên phải ở con bi số 7 và cân con bi số 7 qua khe bi số 10 ở bi số 8.
Khi đó thì vi số 8 sẽ có một cái tác động làm chướng ngại vận. Thì như vậy là anh phải đánh mỏng hơn ở con vi số 7 và bị cái đi ba bong rơi xuống góc dưới bên tay phải này rồi. Như vậy là đang ở cái trạng thái thi đấu tệ nhất thì cầu thủ Mạnh Tùng lại nhận được món quà đến từ cầu thủ Trần Văn Chiêu, đến từ đối thủ của mình. Vâng, đúng rồi các bạn ạ, cầu thủ thủng trắng có thể nói là một cầu thủ đã dành hết tuổi thanh xuân cho BA. Bây giờ anh vẫn theo đuổi những thành công trong BA. Đây là cầu thủ đã có danh hiệu vô địch quốc gia rồi, một hai lần gì đó. Nhưng mà anh vẫn cống hiến tận tụy cho BA, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thời gian để lập gia đình. Vâng, một cú đánh rất tê của cầu thủ Mạnh Tùng, có thể thấy là ăn bị số 10 rồi nhưng mà vẫn lắc. Vâng, hiện tại thì lịch thi đấu của cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Trần Công Thành vẫn chưa có. Mình sẽ cập nhật cái lịch này đến các bạn sớm nhất nha. Nếu có thể là tối nay hoặc là sáng mai sẽ đánh. Chúng ta thấy cú phá của cầu thủ Mạnh Tùng rất tốt các bạn ạ. Rồi cú phá bị cái bị tưng lên và giữ ở giữa bàn. Ăn được hai bi mục tiêu. BA có kiểu đánh lắc đầu nhưng mà vẫn ăn hết. Ôi combi này thì vâng, combi này có vẻ là uống mà thủ Mạnh Tùng đã cắm đầu gậy quá sâu. Xin nữa thì bị cái rơi vào lỗ giữa bàn các bạn. Một tình huống mà cầu thủ Mạnh Tùng đã chỉ là sẽ cân combi số 5 vào lỗ giữa bàn chính là anh đang đứng kia. Đúng rồi các bạn, Nhật Quang Nguyễn năm ngoái thì Đặng Thành Kiên đã bị loại sớm trước vòng 16. Cho nên là năm nay anh phải đánh lại vòng vòng 1 loại của giải vô địch quốc gia. Không thành công rồi, một pha cân bin không tốt của cầu thủ mình. Như vậy đây sẽ là cơ hội trao lại cho cầu thủ Trần Văn Chiêu. Như vậy thì đánh combi số 5 ra combi số 6 này không đơn giản các bạn ạ. Cái việc đánh 8 một băng và đưa combi cái về phía bên phải combi số 6 này mình cảm giác rất 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 là khó, tại vì là sẽ khó né được cái lỗ giữa bàn kia. Nên điều này rất có thể cầu thủ Trần Văn Chiêu sẽ trô trực tiếp và đưa combi cái về phía bên trái combi số 6. Thì huống đánh cũng hơi bị mỏng con bi số 5 một chút nên con bi số 6 không mở được góc sâu ở phía dưới. Mà có lẽ thì huống này thì đánh lết cầu thủ Trần Văn Chiêu vẫn phải cố gắng thực hiện hết thôi. Bị cái với một chút áp phê bên tay phải thì sẽ đi thẳng băng. Không nên cố gắng xoáy áp phê trong tình huống này. Cố gắng xoáy áp phê sẽ tạo ra một cái tiềm thức là đánh vào giày con bi số 6. Như vậy là vẫn thành công, rất hay.
Các bạn cầu thủ Tạ Văn Linh thì đã vào vòng 2 rồi chứ anh không được nữa. Quang Nguyễn Phương Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh đến là số 3 thay đấu. Vâng, thưa bạn, tay sau của thủ Trần Văn Chiêu này thật ra là nói là bình thường thì không bình thường, nhưng mà đối với mình thì nó là bình thường đối với cầu thủ không tập luyện bài bản. Tức là bạn có thể thấy là cầu thủ Trần Văn Chiêu là một cầu thủ thuận tay trái, nhưng mà mắt mắt của anh lại là dùng nhiều mắt bên phải hơn, cho nên là khi cúi xuống nếu như mà không được tập luyện ấy, thì các cầu thủ sẽ cúi với một thế là cái gậy nó sẽ nằm giữa thân người, và khi đó thì cái tay nó sẽ theo hướng tự nhiên là nó quặp vào, tại vì cầu thủ Trần Văn Chiêu là dùng tay trái và dùng mắt bên phải. Thế cho nên là cái bộ thế đó nếu mà không được có một người thầy tập luyện cơ bản và chỉ cho để sửa ấy, thì các bạn sẽ chơi càng lâu thì nó sẽ càng quen với bộ thế đó và sẽ rất khó sửa. Theo mình hiện nay thì số 1 Việt Nam có 3 cái tên là cầu thủ Dương Quốc Hoàng, cầu thủ Đỗ Đức Thiện và cầu thủ Đỗ Thị Kiên. Có cầu thủ Phan Văn Kiên là Kiên Sếu có đánh giải 10 bi, có đánh nội dung 10 bi. Còn chúng ta phải thấy là vừa rồi là cú đánh mà cầu thủ Trần Văn Chiêu đã đánh rất mỏng và gần ăn được con bi số 1, và rồi cũng là ý đồ tấn công rất hay của thủ Trần Văn Chiêu. Con bi đó con bi khó nhưng vẫn quyết định thực hiện. Các cầu thủ Việt Nam ở đời trước ấy, họ sửa rất nhiều các bạn nhé, họ sửa và họ biết cách sửa, và cái điều quan trọng là họ có động lực để họ sửa. Tại vì họ thi đấu đỉnh cao thì họ bắt buộc phải sửa để làm sao những cái lỗi về bộ thế đó nó không ảnh hưởng đến cái khả năng thi đấu ở trình độ cao nhất của họ. Còn như cầu thủ Trần Văn Chiêu chẳng hạn thì họ cầu thủ Trần Văn Chiêu không phải là cầu thủ theo đuổi BA đỉnh cao. Cho nên là cái động lực để cầu thủ Trần Văn Chiêu sửa cái bộ thế của mình là không được quyết liệt như các cầu thủ hàng đầu. Thế cho nên là họ không sửa được cũng là bình thường thôi. Còn những cầu thủ hàng đầu mà với mục đích là top 1 Việt Nam, top 1 thứ 2 Việt Nam và đi thi đấu quốc tế, nếu mà họ không sửa thì họ có thể say goodbye, tức là họ phải chào tạm biệt cái giấc mơ đỉnh cao của mình thôi. Đó là điều chắc chắn. Thì mình xin nói lại, đấy là cái lỗi về động tác không phải không sửa được nhé. Nhưng mà quan trọng là mình quyết tâm sửa đến đâu thôi. Đúng rồi, tốt nhất là phải có người thầy, nhưng mà mình thấy ngày xưa các cầu thủ ở đoàn Hà Nội đó tập bằng cách là đứng trước gương. Họ cúi xuống và họ nhấc tay rất lâu. Từ đó cũng sửa được dần cái bộ thế đó. Cầu thủ Phạm Phương Nam có chia sẻ với mình là làm sao để khóa được cái khớp vai, khóa được cái khớp vai trước khi cúi xuống, thì cái tay buông xuống phía dưới đó nó sẽ thẳng.
là tay sau nó sẽ thẳng. Mình thì cũng nghe thế nhưng mà mình cũng chưa biết làm sao để khóa chặt cái khớp vai lại khi mà chuẩn bị cúi xuống đánh kìa. Vậy là chỉ còn hai con bi nữa và cơ thủ Mạnh Tùng sẽ dứt điểm được, à sẽ có điểm hưu trong trận đấu này. Cá nhân mình cũng là người ngày xưa cũng bị kiểu một cái tay sau như cơ thủ Trần Văn Chiêu đó, tức là bị quặp hẳn vào một bên. Mình là người thuận tay phải và tay của mình là quặp hẳn vào trong hông luôn, và những cú đánh ra lực của mình thường bị va vào ngực. Và mình có một cái cách lý nó gọi là nó hơi tiền sử một tí, tức là mình cứ như một con khỉ ấy, mình xem ra các cơ thủ người ta đứng xuống bộ như thế nào rồi mình bắt chước theo. Sau một khoảng thời gian thì tay mình đỡ hơn rất nhiều. Không, bạn Sơn Thanh bạn nói vậy thì nó hơi cực đoan. Tại vì tập cái gì cũng thế, tập được cái nhỏ cũng là cái tiến bộ để mình vui rồi. Còn tập được cái tay xong rồi ra ngọn nó có lệch hay không ấy, thì đấy là câu chuyện khác. Nhưng mà cái tay của mình cứ phải chuẩn cái đã, mình làm chuẩn cái gì thì mình cố gắng chuẩn cái đó. Chứ không phải là mình không đánh được như chuyên nghiệp thì mình không tập. Bạn nói như vậy thì nó hơi bị cực đoan. Vâng, trước mình bị rất nhiều bạn Phạm Tuấn Kiệt, sau thì đỡ hơn. Bây giờ thì có thể nói là tay mình khá là thẳng rồi, nhưng mình cũng là người bị cận thị, cho nên là ngay từ thời gian đầu mình đánh mình đã không không phải là người đánh cúi thấp, mình đánh với bộ đứng khá là cao. Và hình như ở nhà thi đấu có tiếng trẻ con hay sao nó thu vào cái mic của máy quay vậy. Vâng, một cú đánh đưa con bi cái đi đến ba băng và va chạm rồi, theo mình thấy đó là một cú điều không hề tối ưu của cơ thủ Trần Văn Chiêu các bạn. Vừa rồi một cú đánh với lực đẩy lên phía trên và cú lê áp phê bên trong, tự thẳng con bi cái lên để điếu mi số 8 à, điếu mi số 6 là hợp lý. Sau đó là sẽ đánh con bi cái rằng ngang để điếu mi số 8 vào lỗ phía dưới bên phải. Việc điều con bi cái lùi thẳng ở phía dưới này thì cái góc đánh ra con bi số 8 rất là khó, rất là nặng, và thậm chí con bi số 8 không có đường đánh vào lóc phía dưới bên trái. Vừa rồi là một tình huống cầu thủ Trần Văn Chiêu đã chọn phương án điều con bi số 8 có hợp lý các bạn. Bây giờ thì phải thủ bi thôi. Một tình huống dúi bi xuống phía dưới này sẽ rất là nguy hiểm các bạn nhé. Rất dễ bị hở. Vâng, như vậy là bị hở. Ở một cái góc đánh như vừa rồi, cái khoảng cách trung bình đến con bi số 8 thì cái việc đánh dúi con bi cái đánh dúi con bi số 8 xuống và giữ con bi cái ở sau con bi số 10 là cực kỳ khó. Nhưng mà may cho cầu thủ Trần Văn Chiêu là bây giờ thì cũng thủ mình thực hiện cú đánh bằng tay trái và đã không bảo vệ được con bi số 8. Vậy cầu thủ Trần Văn Chiêu hoàn toàn có thể tiếp tục thủ bi trong tình huống này.
Một pha đánh rất mỏng của bên số 8. Đây sẽ là một tình huống mà cầu thủ Mạnh Tùng có thể nhìn thấy toàn bộ bên số 8 này từ người pha thủ biên. Này không tốt rồi. Vừa rồi thì cầu thủ Mạnh Tùng đã cân con bi số 8 bị quá dày, như là con bi cái đã không thoát được về phía sau bi số 10. Để lại cầu thủ Trần Văn Chiêm một cú đánh xa và khó ở con bi số 8 này, đặc biệt là vị trí con bi cái đang ở sát với băng. Pha đẩy rất hay, pha đẩy ngắn gọn với lực trung bình của cầu thủ Trần Văn Chiêu. Chạm luôn vào bi số 9 để đẩy con bi số 9 ra, và đây là một hình bi số 9 ra số 10 rất là thuận lợi và cơ bản cho cầu thủ đánh bộ môn 10 bi. Và đánh tốt ở con bi số 10 và tỷ số được rút ngắn xuống 5-6. Hôm nay mấy trận mình tham gia luận thì đều là những trận đấu với tỷ số rất là căng. Cầu thủ Đặng Khánh Kiên và cầu thủ Nguyễn Minh Sơn tỷ số là 7-6. Tiếp theo là trận đấu với cầu thủ Đỗ Hoàng Quân và cầu thủ Chu Việt Hoàng tỷ số là 7-5, và đây cũng là trận đấu mà sẽ đến với hai ván đấu cuối cùng. Vâng, thưa bạn, về bộ đứng ấy thì có một cầu thủ ngưỡng mộ người Philippines, đó là cầu thủ Livan Coteza. Đây là cầu thủ có hội chứng cánh gà cực kỳ rõ rệt, cực kỳ rõ rệt luôn. Nhưng mà cái lối đánh của anh ấy là lối đánh tối ưu và giản tiện, cho nên là cái nhược điểm về bộ đứng của anh gần như là không có. Không bị bộc lộ ra chứ không phải không có. Cú phá bi không tốt của cầu thủ Trần Văn Chiêu rồi. Hôm trước thì trong khuôn khổ giải đấu US Open ở Mỹ, nội dung bi thì cầu thủ Ami Oshan có tham gia bình luận một số trận đấu ở trong đó. Thì khi mà anh nói về Livan Coteza, anh còn nói là không thể ngờ một cầu thủ có bộ đánh như vậy và cái cữ ra tay, đầu tay ngắn, cữ lực cực kỳ ngắn mà lại có thể có được cú đánh cực kỳ uy lực và độ chính xác rất là cao. Điều đó cho thấy là Ami Oshan cũng đánh giá rất cao cầu thủ Livan Coteza bởi cái lối đánh của anh. Livan Coteza của lối đánh mình, theo mình là một lối đánh giản tiện, một lối đánh mà gần như là Alex Pagulayan với cả Dennis Sopulo, thế hệ ba người bạn gần bằng tuổi nhau đó, thực hiện những đánh cực kỳ hay và hiệu quả. À, như vậy là một tình huống mà cầu thủ Mạnh Tùng đã chỉ lỗ con bi số 3 với mục đích là đánh biếm con bi số 3 vào má phía trên bên trái ở con bi số 4, ban con bi số 3, gãy con bi số 4 ra về phía dưới, nhưng mà đã thành công, không hề va chạm gì vào con bi số 4 cả. Và một pha thủ bi không tốt, một pha thủ bi đã bị hở hoàn toàn mặt bi số 4 rồi. Có bạn ạ, mình là một người đánh với
cánh tay dưới và cổ tay khá nhiều, chứ mình không đánh bằng cánh tay trên hay là vai. Mình thấy đó là các cầu thủ Philippines họ rất là khéo và họ cái khả năng thích nghi của họ rất là cao, cho nên là qua bao nhiêu năm thi đấu ở nước ngoài đó họ đã phát triển được một lối đánh mà nó tối ưu cho người Philippines. Bây giờ cái lối đánh đó thì rất nhiều người cơ thủ Philippines sử dụng cổ tay và cũng như là cái cự lực vừa thôi, không bị quá dài. Bernie Regalario và Marco Fregno thì đều đã có mặt ở Mỹ để tham gia giải McDermott Open cũng như là giải Premier League U các bạn. Không phải đâu bạn Nguyễn Tuấn Minh ạ, không phải khó kiểm soát độ chính xác đâu. Đánh cổ tay nó có cái lợi của nó, tại vì nó hạn chế được những cái dao động không cần thiết ở phần trên của cánh tay. Theo mình thấy thì nó là những cái cách đánh nó hạn chế được sai số. Đương nhiên là điều kiện là bạn phải có một cái điểm đầu gậy chuẩn và cái cự lực chuẩn. Và như vậy chỉ còn hai con bi nữa thôi, rất tiếc cho cầu thủ Trần Văn Chiêu đã đánh không thành công ở con bi số 4. Đánh đưa con số 4 vào má hơi bị dày một chút. Hai, nhưng mà cầu thủ Mạnh Tùng đã đánh bị hụt lực con bi số 9 các bạn. Không phải là đánh bằng cổ tay thì khó kiểm soát lực đâu các bạn. Lực là nó phát bằng cái gia tốc tay cũng như là cái biên độ của chuyển động của tay, và thêm vào đó là cái điểm đầu gậy. Nếu mà ba cái yếu tố này chuẩn, phát bằng cổ tay cũng không khác gì cả. Như vậy là tỷ số sẽ được nâng lên 6 đều. Muốn điều bi số 10 lỗi của cầu thủ Nguyễn Mạnh Tùng và cơ hội cho cầu thủ Trần Văn Chiêu bi số 10 cuối cùng này. Chính xác. Có thể là mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau, nhưng mà mình thấy mình đánh bằng cổ tay cũng như là hạn chế được cái dao động của bên phần trên cánh tay ấy, được phần bắp tay ấy, thì nó giúp mình tăng cái độ chính xác của bị cái khá nhiều. Cầu thủ Mạnh Tùng bây giờ trạng thái rất tê các bạn, rất là tê. Thưa bạn, Premier League thì thể thức của nó là có 16 cầu thủ, trong đó 12 cầu thủ là đứng từ bảng xếp hạng ranking của Vonaibo Tour, còn 4 cầu thủ được mời. Hôm qua thì cầu thủ Niels Fayen của Hà Lan đã thông báo là anh bị viêm phổi và sẽ không thể sang Mỹ tham gia Premier League được. Và thay vào đó thì Matchroom đã bổ sung David Akaide vào danh sách. Người cầu thủ Mạnh Tùng rất là tê các bạn ạ. Anh đang phá 10 bi nhưng mà anh cứ tưởng anh phá 9 bi, anh đặt đặt bi cái ở rìa băng kìa. Khá là loay hoay. Đây sẽ là một tình huống phá thủ của cầu thủ Mạnh Tùng. Không, vẫn phá full lực, mình cứ nghĩ là anh sẽ phá thủ để đưa trạng thái trận đấu vào một thế giằng co. Chương trình được tiếp tục. Hãy dùng ba băng cần 352. Chúng tôi cho mời võ hảo kỳ của thành phố Hồ Chí Minh và lục hoàng phúc của thành phố Hồ Chí Minh ở đây. Không phải đâu bạn Tuấn Minh ạ, rất nhiều cơ thủ lớn cũng dùng cổ tay, chẳng qua là họ không dùng cổ tay nhiều như cơ thủ phi thôi.
Chuyên Văn Bố Ninh cũng dùng cổ tay khá nhiều. Francisco Sanchez Ruiz cũng dùng cổ tay khá nhiều. Một tình huống kiến tạo cho đối phương rồi, không hiểu đây có phải là một tình huống bẫy của cầu thủ Trần Văn Chiêu không. Combi số 1 combi số 2 đưa ra cửa lỗ. Có lẽ cầu thủ Trần Văn Chiêu đang hy vọng là cầu thủ Mạnh Tùng không đi hết được vào đấu này. Đúng rồi, kể cả Copin Nhi hay Copin Trung họ đều dùng cổ tay. Tuy nhiên là cái mức độ dùng cổ tay của họ là không dùng nhiều cái cầu thủ Philippines mà thôi. Cầu thủ Mạnh Tùng là điều ra combi nhảy rồi. Combi số 2 này quá dễ, thẳng nên anh quyết định pha nhảy bi cho nó khó. Trạng thái rất khó hiểu của cầu thủ Mạnh Tùng các bạn. Mình cũng thật sự khó hiểu về diễn biến tâm lý của cầu thủ Mạnh Tùng trong trận đấu này. Bởi vì anh T ngay cái lúc mà anh đang dẫn tỷ số 4-2. Lúc đó là một cái tình huống mà cầu thủ Mạnh Tùng đã bỏ lỡ cơ hội và để cầu thủ Trần Văn Chiêu lên 4-3 thay vì nâng tỷ số 2. Và đây là cơ hội cho cầu thủ Trần Văn Chiêu rồi, một pha đánh cái bi số 2 và chạm vào phía dưới cái bi số 9. Điều cái bi số 3 tốt. Và đây là đánh là cầu thủ Trần Văn Chiêu sẽ phải điều cái bi số 4 vào lỗ giữa bàn phía bên tay. Con bi số 4 này sẽ điều càng thẳng càng tốt để thuận lợi đánh luôn bi số 5. Có thoát được hay không? Không thoát được bi số 10 các bạn ạ. Một va chạm với bi số 10. Mình nghĩ là cái đường bi đó sẽ va chạm bi số 8. Nhưng mà va chạm bi số 8 cũng xấu. Và va chạm bi số 10 cũng xấu. Nói chung là phải không hề va chạm. Thủ bi thì huống này thì dúi con bi cái vào sau bi số 10. Thủ này thủ thế cũng được nhưng mà cái tình huống thủ đó thì mình thấy nó hơi bị mình rất không thích những tình huống thủ dúi. Nó không có tính sáng tạo và không thể hiện được cái sự táo bạo mạnh mẽ của thủ, cái sự sáng tạo. Và như vậy là cầu thủ Trần Văn Chiêu đã thay đổi phương án và thủ ra một lối hở. Tiếc quá, quá tiếc. Nhưng mà cái vị trí bi số 8 này cũng khá là nhăm nhó đây các bạn. Bi số 8 này ở những cái vị trí loanh quanh ở lỗ giữa bàn này và đánh dọc vào lỗ cuối bàn là theo mình là những cú đánh khó nhất trong trên bàn của những cái bi và 10 bi. Vâng, đánh tốt rồi, tuy nhiên là đánh hơi bị tê một chút nên cầu thủ Mạnh Tùng đã phải chấp nhận đánh con bi số 4 ở khoảng cách xa và má này là gần như thẳng tắp. Thì đương nhiên là vẫn phải tê rồi các bạn, vẫn phải tê rồi. Rồi lại chấp nhận đánh con bi số 6 vào một má mỏng vào lỗ giữa bàn. Rồi nhịp tim bây giờ chắc phải hơn trăm rồi. Một cái ván dọn bàn mà phải đánh đến 7 combi đơn của cầu thủ Mạnh Tùng.
không thành công. Một cú đánh ý đồ thủ là chính, chắc là thủ, từ hôm rồi chắc là thủ, tại vì nếu mà đánh ăn thì cầu thủ Mạnh Tùng sẽ cố gắng để giữ mi cái ở phía cao hơn một chút, đánh con mi số 7 chứ không ai đánh con mi cái tịt xuống phía dưới này cả. Thật sự là rất tê, không có gì để mà chối cãi cả, chắc chắn là rất tê. Ván hiu hiu. Cú thủ bi không được kỹ của cầu thủ Trần Văn Chiêu rồi, nhưng mà đây sẽ làm cú đánh mỏng của bi số 6 khó. Cú đánh 6 này khó các bạn ạ, chưa chắc đã ăn được, như chưa chắc đã tấn công chứ đừng nói là ăn. Đúng rồi, cầu thủ Mạnh Tùng đã cân con bi số 6 nhưng mà bị hở rồi. Đây là một cú đánh tương tự như cú đánh con bi 8 ở ván trước, khi mà cầu thủ Trần Văn Chiêu dọn và đấu trước nữa chứ, và đấu trước nữa khi mà tỷ số được nâng, được rút ngắn xuống 5-6. Còn ở ván đấu ngay trước vừa rồi thì cầu thủ Mạnh Tùng đánh trượt bi số 10. Không thành công. Cả hai cầu thủ đều đang rất tê. Bi số 8 kia còn đường riêng về phía phía bên phải có bi số 9 để ăn, có thể ăn được, nhưng mà cũng nên điều gần và thẳng một chút để hạn chế những cái sai số, đặc biệt là trong tình huống có bi số 7 này ra bi số 8 khá là thuận lợi. Tốt rồi, một pha đánh với nhiều áp phê mở má có bi số 8 về rất gần, tình huống này là cực kỳ thuận lợi, không nên làm gì quá nhiều ở con bi số 8 này cả. Đánh ăn chắc thôi, ok. Như vậy là đúng, cầu thủ Mạnh Tùng đã chấp nhận đánh con bi số 8, lại đánh con bi số 9 từ một điểm sát băng. Phải chấp nhận thôi, đánh trô con bi số 9 về và bị cái sảng băng dài phía bên phải ra, đánh con bi số 10 vào lỗ góc và lỗ giữa bàn kia là đẹp. Ui, như vậy là anh không đánh như vậy mà anh chấp nhận đánh con bi số 10 vào lỗ góc phía dưới. Như vậy chính xác là cầu thủ Mạnh Tùng đã đánh toàn bi đơn. Vừa rồi anh không thực hiện một pha cắm đầu gậy để đưa con bi số 10 vào lỗ giữa bàn phía bên phải có vẻ dễ hơn. Thì anh đánh một cú đánh điều đơn giản thôi. Vâng, ok, như vậy là xin chúc mừng cầu thủ Mạnh Tùng đã lọt vào vòng 64. Không, như vậy đây là vòng 32, cầu thủ Mạnh Tùng sẽ lọt vào vòng 32, anh đã giành được 3 trận thắng ở giải đấu này rồi. Là tỷ số là 7-6 rất căng thẳng. Vâng, xin cảm ơn cầu thủ Trần Văn Chiêu và cũng xin chia tay anh tại giải năm nay. Hẹn gặp lại anh ở mùa giải năm sau. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành. Xin các bạn hãy đăng ký kênh cũng như bật thông báo để không bỏ lỡ các trận đấu của chúng tôi. Vâng, rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn trong buổi sáng ngày hôm nay và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.